Bản tin thể thao Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Tiền đạo Công Phượng với mức chuyển nhượng không thưởng. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức trở thành người của câu lạc bộ Incheon United với mức đãi ngộ cực tốt so với bóng đá Việt Nam. Sáng ngày 14 tháng 2, Nguyễn Công Phượng chính thức đặt bút ký hợp đồng 1 năm với câu lạc bộ Incheon United sau khi hoàn tất kiểm tra y tế. Chân sút của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi cho câu lạc bộ Incheon United theo dạng cho mượn 1 năm. Công Phượng được câu lạc bộ Incheon United đãi ngộ rất cao. Công Phượng nhận mức lương vào khoảng 10.000 USD, hơn 230 triệu đồng, được cấp nhà, xe ô tô. Ngoài ra, câu lạc bộ Incheon United tốn mức phí rất cao để có thể mượn Công Phượng từ Hoàng Anh Gia Lai. Tổng giá trị hợp đồng của Công Phượng đến câu lạc bộ Incheon United tương đương với số tiền sân trường sang Thái Lan, tức tổng mức phí rơi vào khoảng 7 tỷ đồng. Trước đó, Công Phượng từng đến Nhật Bản vào năm 2016. Công Phượng được mượn 1 năm nhưng đại diện Nhật Bản đã phải trả cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với số tiền là 100.000 USD. Với hai cầu thủ xuất ngoại, Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ túi số tiền khoảng 7 tỷ từ câu lạc bộ Incheon United và đương kim vô địch Thái. Đây thực sự là một cú hích rất lớn với đội bóng Phố Núi trong việc đưa cầu thủ ra nước ngoài, thu lợi về kinh tế và phát triển hình ảnh bóng đá Việt Nam ra tầm châu lục. Trong buổi ra mắt câu lạc bộ Incheon United, Công Phượng nói: "Hôm nay tôi rất vui khi được gia nhập Incheon United, một đội bóng rất mạnh. Tôi cảm thấy mình đã tiến bộ nhiều sau một năm nỗ lực không ngừng. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân và giới thiệu bóng đá Việt Nam ra thế giới. Tôi rất vui và tự hào khi bước vào thử thách này. Hàn Quốc có một nền bóng đá phát triển và tôi may mắn khi được tiếp cận thông qua huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như đồng đội sân trường. K-League là một giải đấu đòi hỏi rất cao và tôi sẽ làm tất cả để trở thành một phần của câu lạc bộ." Công Phượng sẽ mặc số áo 23 ở câu lạc bộ Incheon United. Bản hợp đồng lần này là sự khẳng định về tài năng của Công Phượng khi câu lạc bộ Incheon United bày tỏ khát khao và quyết tâm phải chiêu mộ bằng được tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai. Video đến đây đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Bye bye.